xác minh người đàn ông lạ mặt dụ dỗ nam sinh ở Hà Nội. Theo Công an Hoàng Kiếm, đến sáng ngày 11 tháng 6, các lực lượng vẫn đang tiếp tục xác minh, truy tìm đối tượng lạ mặt dụ dỗ nam sinh trước cổng các trường học. Như VOV.vn đã đưa tin, mới đây Công an quận Hoàng Kiếm đã ra công văn số 1139/CAHK cảnh báo về đối tượng lạ mặt chuyên dụ dỗ các nam sinh trước cổng các trường học trên địa bàn quận Hoàng Kiếm. Theo đó, đối tượng này nhờ các nam sinh lên xe máy, đi lấy giấy tờ hộ và hứa sẽ thưởng tiền. Lực lượng chức năng xác định, đối tượng tuổi từ 35 đến 40, cao khoảng 1m67 đến 1m72. Mặc áo chống nắng dài tay, mặc quần dài và đi giày tối màu, thường di chuyển trên xe Honda Airblade màu đỏ, đã che biển kiểm soát. Trưa ngày 11 tháng 6, trao đổi với VOV.vn, Trung tá Tống Đăng Công, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Kiếm cho biết, tính đến ngày hôm nay, các lực lượng vẫn đang điều tra, xác minh danh tính đối tượng, xác định đối tượng thường xuất hiện trước cổng các trường học. Cũng theo thông tin từ đội cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Kiếm, bước đầu đã có hình ảnh đối tượng trích xuất từ camera. Để đảm bảo tốt công tác an toàn cho học sinh các trường, Công an quận Hoàng Kiếm đã ra cảnh báo và các trường trên địa bàn cũng tiến hành nhiều biện pháp kiểm soát, thông báo cho phụ huynh học sinh. Cô Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội cho biết, về vấn đề này, chúng tôi đã họp các giáo viên chủ nhiệm và chuyển hết văn bản cho các thầy cô. Đồng thời, nhà trường cũng gửi thông báo đến các phụ huynh học sinh. Chúng tôi cũng kết hợp với Công an phường Trần Hưng Đạo để giám sát việc học sinh ra vào cổng trường. Cũng theo cô Nguyễn Bội Quỳnh, trường Trung học Phổ thông Việt Đức chỉ lắp hệ thống camera bên trong trường, chứ không có camera bên ngoài cổng trường. Nhưng theo lực lượng bảo vệ của nhà trường, thì chưa phát hiện đối tượng lạ mặt như cảnh báo. Công an quận Hoàng Kiếm khuyến cáo các trường, phụ huynh và học sinh nên tiếp tục đề cao cảnh giác khi chưa phát hiện được đối tượng nghi vấn.